Từ sáng sớm 25 tháng 11, hàng trăm người dân đến theo dõi tòa gia đình và người chưa thành niên Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm vụ bé gái 8 tuổi NTVA sinh năm 2013, ngụ quận 1, bị bạo hành dẫn tới tử vong gây xôn xao dư luận trong thời gian qua. Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang sinh năm 1995, ngụ tỉnh Gia Lai, trú quận Bình Thạnh, bị xét xử về tội giết người, hành hạ người khác. Còn bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái sinh năm 1985, ngụ quận Bình Thạnh, là cha ruột của bé gái, bị xét xử về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm. Ghi nhận bên trong khuôn viên của trụ sở Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có hàng trăm người dân đến theo dõi phiên xét xử thông qua màn hình LED. An ninh tại tòa và khu vực xung quanh cũng được siết chặt bởi lực lượng công an, cảnh sát cơ động bảo vệ. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Văn Tuấn. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa là bà Lê Thị Yến Như và ông Phan Trung Hải. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bé gái gồm các luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Phạm Công Hùng, Khương Mỹ Vinh, Nguyễn Ánh Thơm. Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang là luật sư Nguyễn Ngọc Trâm, còn bào chữa cho bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái là luật sư Phạm Thị Ngọt và luật sư Võ Thị Xuân Thùy. Tòa cũng triệu tập 5 người làm chứng, 2 giám định viên thuộc phòng kỹ thuật hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh. Chị NTH, mẹ ruột của bé gái, có đơn xin vắng mặt vì lý do sức khỏe, nhưng bày tỏ mong muốn tòa xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Hiện phía bị hại chưa nhận được bất kỳ khoản bồi thường nào như trong đơn cứu xét của bị cáo Trang.